Hi, welcome back to my channel, Stars Here Go. Okay, let's go. So vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Granny Chapter 2. Okay. One day. Bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 1. Không biết ông bà này đã ngủ chưa. Wow, ông ta đang kia rồi. Lên trên này à? Yeah. Không có gì đây. Oh my god. Wow. Ok, đã có khẩu súng điện rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ không phải sợ ông bà ta. Hơi gặp là bắn thôi. Boom. Ông ra cái đâu rồi?
Oh my god. Yeah, let's go. Let's go, baby. Tiếp tục mình sẽ dùng khẩu súng điện này xử lý tiếp một con quái vật ở trong này. Ngôi nhà của ông bà này. Boom. Sau đó thì mình sẽ đọc vào đây. Wow, Palovsky. Oh my god. Cho ông ta xuống đây nào. Sau đó thì mình sẽ trườn khỏi đây thôi. Let's go. Rồi vào tự nhiên thứ ba. Let's go.
Oh my god. Đây là gì? Bắt đầu đâu? Đi theo con đường nào? Được một món đồ. Một khẩu súng này. Tiêu diệt. Phần 2 là mình sẽ phải đến những tòa nhà như ta, hình như phải lên trên tầng. Sau đó thì sẽ nhập món đồ, một chiếc đèn pin. Như thế và các bạn sẽ tiếp tục tiến tiếp sang level 3. Ok. Và tiếp tục tự game thứ tư. Trong tự game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách.
Scary Momo này thì các bạn sẽ phải bật wifi lên, sau đó thì sẽ ấn vào xem video của Scary Momo. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang kênh tiếp theo. Let's go. Ở đây các bạn sẽ đi tìm những con ma trong ngôi nhà này. Tất cả là các bạn sẽ phải đi tìm 6 con. Tìm tất cả 6 thứ, 6 con ma. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Grand Diva. Chuẩn thôi. Đó. Xong ta làm đi. Chúng ta đi xuyên luôn. Oh my god. Không kịp trốn rồi. Wow. Một cổ oanh phát là ngất ngay. Ok. Và tiếp tục tựa game tiếp theo.
ở đây đang trong một ngôi nhà và có thể là bị rơi xuống back room. Cái này thì hơi khó điều khiển rồi. Wow. Mở cửa. Không hiểu sao lại cho điều khiển cái quả mắt này. Rất là khoai luôn. Điều khiển rất khó các bạn nhá. Bạn nào mà điều khiển được cái quả mắt này thì mình thấy giỏi luôn. Cầm chiếc điện thoại. Wow. Ok. Hello. Sau đó chắc có thể là rơi xuống back room. Vẫn trong trạng thái gọi là đứng yên. Không biết do game hay là do gì đây. Rồi. Quả này nó rơi xuống back room rồi. Đó, và cuối cùng thì sẽ bị rơi xuống back room. Và các bạn sẽ phải chạy. Chạy khỏi trong back room này. Làm sao để sống sót, càng sống sót lâu càng tốt. Những điều cái điều khiển của cái này rất là khó. Các bạn mà muốn chạy được và chạy thoát khỏi backroom rất là khoai luôn. Bởi vì các bạn sẽ điều khiển và nó sẽ hay làm để đâm vào những thành tường như thế này. Đó, ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.